Các bạn đang thấy tay mình đang đeo một chiếc đồng hồ siêu nhân đó, màn hình uốn cong xung quanh tay mình luôn, có camera luôn, thiết kế rất là hầm hố. Thì đùa với các bạn như vậy thôi, đây là Nubia Alpha, chúng ta có thể gọi đó là một chiếc smartphone gắn tay hoặc là một chiếc smartwatch với thiết kế màn hình OLED uốn dẻo như thế này xung quanh tay mình đây. Mình đã có một số tính năng khá là đặc biệt và trong video này mình muốn trên tay và cho các bạn xem nhé. Đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem ngoại hình của chiếc smartwatch đặc biệt này trước khi mình nói về những tính năng bên trong nhé. Các bạn có thể thấy rằng là Nubia Alpha nó sẽ có một cái thiết kế khá là to với lại một cái màn hình OLED 4 inch như thế này, có thể uốn cong. Uốn cong là sao? Các bạn có thể thấy nè, là ở phần trên, phần dưới cái màn hình có thể uốn cong và nó theo cái cổ tay của chúng ta. Thì bản chất là chiếc đồng hồ này nó khá là lớn và nó đi theo một cái sợi dây kim loại, dây link á. Và cái này chúng ta có thể hoàn toàn gạt để mà bỏ bớt những cái mắt ra. Thì mình đã bỏ bớt hai cái mắt rồi để vừa tay của mình. Thì bản chất cái đồng hồ rất là to rồi. Chúng ta sẽ có hai cái nút ở đây. Đây là nút Home cũng như là khóa màn hình. Đây là nút Back quay trở lại. Đây là một cái camera 50 megapixel ở đây. Và đây là một cái cảm biến hồng ngoại để mà nhận cái cử chỉ tay của chúng ta khi mình điều khiển. Đây là một cái loa nè. Đó. Phía sau chúng ta sẽ có một cái chấu sạc này. Chấu sạc trên đây, đây là sạc nhanh nha các bạn. Và đây là cái phần cảm biến để đo đạc sức khỏe, nhịp tim gì đó. Rồi, rất là cơ bản vậy thôi. Chính vì cái màn hình OLED nó trải dài theo cái phần dây đồng hồ cho nên chúng ta cũng chỉ có một cái tùy chọn dây đồng hồ kim loại như thế này thôi. Chúng ta không thay dây được. Đó, phiên bản rất là đặc biệt như thế này thôi. Và mình hy vọng rằng nếu trong tương lai Nubia có phát triển thêm cái dòng Alpha mới thì sẽ có những cái tùy chọn dây khác. Chẳng hạn, đó. Rồi, mình sẽ đeo vô tay nha. Đeo vô như thế này đây. Và cũng như cách mà chúng ta đeo đồng hồ với những cái dây link ấn vào phía bên dưới như thế này. Thì sau khi đeo tay nó sẽ như thế này. Và cái phần màn hình nó sẽ ôm từ trên xuống dưới như thế này đây. Đó. Và nếu như mà khi mà mình tắt cái màn hình đi thì nó giống như là một cái vòng tay lớn màu đen như thế này. Giống như kiểu một cái đồng hồ siêu nhân gì đó hay một thiết bị đo đạc gì đó trên tay rất là đặc biệt, rất là hầm hố. Khi mở lên, chúng ta sẽ có cái thông tin giờ ở chính giữa thì chúng ta có thể thay được cái mặt đồng hồ này. Ở phía trên chúng ta sẽ có một số cái tùy chọn nhanh, ví dụ như là tắt khóa màn hình sau 30 giây hay là 5 giây, 10 giây gì đó. Và đây là icon cái bàn tay là để mà tắt mở cái cử chỉ tay. Các bạn thấy rằng đó, mình đưa cái cử chỉ tay lên xuống thì nó sẽ đi theo như đi qua đi lại đó. Thì nó nhận sẽ ở một cự ly khá là gần, chúng ta cũng lưu ý một chút. Có những chế độ khác như là GPS, Bluetooth, chế độ máy bay, không làm phiền. Cái icon này nhìn khá giống bên iOS đó, như là bên chế độ tiết kiệm pin nè, hoặc là đưa tay lên để hiện sáng màn hình, Wi-Fi, tăng giảm độ sáng. Ok, rồi ở phía dưới chúng ta sẽ có một số thông tin nhanh như là độ sáng màn hình nè. Ví dụ như chúng ta sẽ có thể điều chỉnh mức sáng thường, hoặc là thấp hoặc là cao nhất. Đó, đây là mức cao nhất nè, cũng như là screen off 30 giây đi. Đó. Ok, và khi mà mình vuốt sang đây á, thì nó sẽ có một số cái tùy chọn khác nữa. Ví dụ như là Wi-Fi nè, độ sáng màn hình nè, âm thanh nè, cũng như là một cái phần tùy chọn cài đặt và sức khỏe. Đó, thì cũng như cái gesture thì mình có thể làm như thế này. Nhưng mà thấy cái tính năng này khá là màu mè, cũng không có gì đặc sắc lắm. Cũng như là mình chọn cho màn hình nó còn nhanh hơn nữa. Nên là mình cũng ít có sử dụng cái tính năng gesture bằng tay. Ok, thì mình sẽ tùy chọn về cái phần tùy chọn sức khỏe nè. Thì nó sẽ có ví dụ như là một ngày mình có target là đi bao nhiêu bước, thì ví dụ như 8.000 bước hay gì đó, thì chúng ta sẽ bấm OK và set nó. Gạt tắt cái này để sedentary, ví dụ như chúng ta ngồi lâu thì nó sẽ nhắc nhở chúng ta đứng dậy đó. Back ra ngoài. Tiếp, đây là về âm thanh. Thì chúng ta có thể nhận âm thanh từ notification, âm thanh từ thông báo điện thoại, từ nhạc nè, hay là chế độ Zen Mode là chế độ yên lặng, tĩnh lặng á.
Vibray là đồng hồ rung hay không nè. Đó. Rồi. Còn tiếp đó là Wi-Fi mình không nói tới. Tới là system. Thì system này chúng ta sẽ có ví dụ như là nhấn vào nút cạnh để mà chụp, nhấn giữ để mà chụp màn hình. Đó, chế độ tiết kiệm pin nè, hay là đặt password cho cái đồng hồ này, lock screen á. Cũng như là rematch the phone, tức là chúng ta sẽ lấy cái điện thoại chúng ta quét cái barcode này để mà kết nối lại. System update nè, chúng ta sẽ cập nhật phần mềm đó, hay là reset cả đồng hồ luôn. Thì nó là những thông tin rất là cơ bản. Đây là gesture, hồi nãy mình nói rồi. Ok, thì ở chính giữa chúng ta sẽ có một cái thông tin mặt đồng hồ. Thì khi mà nhấn giữ vào chúng ta có thể thay đổi được nhiều mặt đồng hồ khác nhau. Cũng như một số mặt đồng hồ sẽ hiển thị một số thông tin như là nhịp tim chúng ta theo thời gian thật nè. Hoặc là số bước chân của chúng ta. Đó, ví dụ mình lấy mặt này đi. Và mình chọn nó, mình bấm ra home thì nó sẽ hiển thị ngay ở đây. Nhịp tim, đó, như là số bước chân, như là calo đốt được, như thế nào đó. Nó sẽ hiển thị trên đây. Và mình nhận thấy rằng khi mà vuốt sang từ bên trái sang á, thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái menu khác. Thì cái phiên bản Nubia Alpha này thì mình mượn được, có thể là bên thị trường Trung Quốc nên sẽ có một số cái ứng dụng rất là lạ ở trên đây. Rồi khi mà vuốt vào nữa chúng ta sẽ có một số thêm cái tùy chọn khác, ví dụ như là thời tiết nè, hay là compass này, cái này là la bàn nè, cái này là lịch nhắc nhở, hay là bấm đồng hồ stopwatch, hay là countdown đếm ngược. Những cái thông tin cơ bản của những chiếc đồng hồ thôi, hay là đặt báo thức ở đây. Thì khi mà vuốt sang nữa thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái tùy chọn về workout, tập thể dục, tập luyện. Thì đây vẫn là một chiếc smartwatch hướng đến thể dục thể thao. Thì khi mà chúng ta chọn về, chúng ta sẽ có những chế độ như là chạy trên máy, chạy bộ nè, hay là chạy bộ ở ngoài nè. Đó, hoặc là đo nhịp tim, mình thử đo đi. Thì nó sẽ, đó, nó sẽ báo thêm cái nhịp tim của mình là đang là 89 nhịp trên phút, 90. Nó sẽ nhảy số theo thời gian thật. Đó. Và mình nghĩ rằng nó sẽ hiển thị sang đó, nó sẽ hiển thị sang cái mặt đồng hồ bên ngoài này mà mình đã setup rồi. Để mình xem còn cái gì thú vị nữa không. Phía dưới này phần sức khỏe thì nó sẽ có tổng hợp được những cái thông số của mình trong một ngày. Ví dụ nãy giờ mình đeo và nói các bạn thôi thì mình mới tiêu tốn được có 2 calo từ lúc mình setup cái đồng hồ này. Như là mình chỉ ngồi chỗ là nó chưa báo được cái số bước chân của mình, nhưng mà step nãy giờ mình đi trong phòng thì nó, hay là mình di chuyển thế nào đó, nó đếm ra được là 14 bước chân nè. Rất là cơ bản vậy thôi. Hoặc là tập luyện tự do, nó sẽ có những cái chế độ này để mà chúng ta, ví dụ như những cái bài tập mà nó không có data trong đây thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn vào và bấm cái nút này để mà chúng ta tập, và nó sẽ đo được cái thời gian cũng như là cái khoảng cách mà chúng ta tập, hoặc là số calo mà chúng ta tiêu tốn được, thì nó sẽ lưu lại data hết trong cái phần sức khỏe ở trên. Đó, rất là cơ bản thôi. Và mình không nhận thấy cái thông tin về kháng nước của cái chiếc đồng hồ Nubia Alpha này. Cũng đó là lý do mà mình không thấy cái chế độ bơi lội. Mình nghĩ rằng nhà sản xuất cũng không khuyến khích chúng ta bơi hay lặn ở phía dưới. Về cơ bản thì đây cũng là một chiếc smartwatch khá là dị, cho nên mình nghĩ rằng nhà sản xuất chưa kịp làm cái khả năng kháng nước hoặc là áp suất nước để chống chịu trên chiếc đồng hồ này. Bây giờ mình sẽ thử cái chế độ chụp ảnh trên chiếc camera cho các bạn xem. Nhấp vào camera nè. Đó, và nó sẽ đồng thời kích hoạt cái camera trên cổ tay của mình như thế này. Đây là camera 50 megapixel nha các bạn. Mình nhìn màu sắc da hay màu sắc xung quanh cũng rất là ok. Mình thử bấm chụp nha. Rồi, thì khi bấm chụp bạn thấy không? Cái phần màn hình ở trên nó chạy xuống. Đó, nó sẽ có một cái phần album để mà mình xem hình ảnh và mình hoàn toàn có thể zoom ra, zoom vào hoặc là di chuyển sau đó. Thử bàn tay coi. Đó, thử gesture bàn tay cũng được luôn. Như thế này đây. Rất là thú vị. Hoặc là chúng ta sẽ nhấp vào phần tùy chọn gọi và điện thoại, chúng ta sẽ bấm số này và bấm gọi thì nó sẽ kết nối với lại điện thoại của chúng ta, hoặc là nó sẽ sử dụng eSIM. Mình không rõ ràng ở Việt Nam đã hỗ trợ eSIM cho cái chiếc đồng hồ này chưa, tại vì nó ra mắt cũng khá là lâu rồi. Thì vì đó là một chiếc màn hình OLED có thể uốn dĩa rồi, cho nên mình nghĩ rằng cái tính bền bỉ của chiếc đồng hồ này cũng sẽ chống va đập rất là tốt. Cũng như các bạn có thể thấy rằng là cái màn hình nó sẽ lõm xuống dưới cái phần vỏ bên ngoài, cho nên mình nghĩ rằng khi mà tiếp xúc với lại một cái gì đó, ví dụ chúng ta va đập vào cạnh bàn, tường gì đó, thì nó cũng sẽ đỡ va vào cái phần màn hình bên trong hơn. Và theo nhà sản xuất thì cái màn hình này cũng sẽ chịu được cái bài test về độ bền, có thể bẻ được lên tới 100.000 lần lận, cho nên mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ cũng không cần phải lo lắng sử dụng. Mình nghĩ rằng ngoài ra chúng ta cũng chỉ đeo lên tay thôi, chúng ta cũng không làm gì nhiều,
cho nên chúng ta cũng không cần phải quan tâm về cái vấn đề mà cái độ bền chiếc màn hình này. Rồi, về chip xử lý thì Nubia Alpha sử dụng Qualcomm Snapdragon Wear 2100. Thì đây là con chip 8 nhân, thì mình thấy rằng mình demo cho các bạn từ nãy giờ thì những cái phản hồi cũng rất là nhanh và ổn định. Cũng như là cái chiếc đồng hồ này có viên pin là 500 mAh, thì theo lý thuyết chúng ta sẽ sử dụng lên tới 2 ngày mà sử dụng bình thường, hoặc là chúng ta có thể sử dụng lên tới 6 tiếng đồng hồ liên tục khi mà chạy workout, cao chạy tập thể dục, hoặc là 14 tiếng khi mà stream nhạc, nghe nhạc đó. Rồi, đây là cái ứng dụng Nubia Wear trên chiếc iPhone của mình để kết nối với lại chiếc đồng hồ của mình. Thì nó sẽ hiển thị một số cái thông tin về thể thao này, như là số bước chân hay target hôm nay là 9.000 thì mới đi 14 bước rồi thôi. Về cái chế độ, ví dụ như là chế độ đo giấc ngủ thì nó sẽ đo cho chúng ta kiểm soát giấc ngủ, hoặc là đây là mức nhịp tim trung bình của mình, cũng như hình ảnh mà nãy giờ mình chụp nó sẽ lưu trong ứng dụng này, chúng ta sẽ quản lý trong đây. Đó, cũng rất là trực quan, rất là đơn giản để mà chúng ta có thể kiểm soát, hay là nó sẽ liên kết với lại những cái ứng dụng mà như mình đã nói rằng những ứng dụng này bên Trung Quốc, bên thị trường Trung Quốc nên mình cũng chưa rõ lắm đó. Trên thực tế thì mình nghĩ rằng mình sẽ rất khó làm quen với lại cái tỷ lệ màn hình như thế này, tại vì nó sẽ trải dài từ trên xuống dưới, cho nên khi mà nhìn nội dung mình cũng phải lắc cái cổ tay sau đó để mà mình có thể nhìn một cách nó tổng thể hơn. Và mình nghĩ rằng là cái chiếc đồng hồ này sẽ khác biệt hoàn toàn so với lại thế giới smartwatch hiện nay, khi vốn dĩ các hãng khác họ làm theo một cái hình tròn hay là một cái mặt hình vuông rất là đơn giản thôi. Hiện nay chúng ta sẽ phải làm quen dần đó, nhưng mà không thể không nói đến sự sáng tạo cũng như là thiết kế rất là lạ của Nubia. Mình thấy rằng Nubia Alpha thì hãng đang còn giảm giá trong website còn $300 đó sau 3 năm đó. Thì mình nghĩ rằng cái mức giá này sẽ dành cho một nhóm đối tượng khách hàng nhỏ thôi, khi mà họ thật sự cần những chiếc smartwatch có cá biệt một chút, cá tính một chút, và nó có thiết kế hoàn toàn là khác biệt so với lại thị trường smartwatch hiện nay. Đơn giản nó vẫn là một chiếc đồng hồ cho chúng ta có nhiều tính năng, từ điện thoại qua nhận cuộc gọi, nhận thông báo, cũng như là một chiếc đồng hồ có thể đo đạc được sức khỏe chúng ta. Đặc biệt là thiết kế vô cùng dị, nhưng ai muốn thành siêu nhân thì có thể mua chiếc đồng hồ này và trải nghiệm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.